Xin chào các bạn khán giả của chương trình Inside Sharing. Hôm nay chương trình sẽ đem đến cho các bạn một cái tip nữa. Và Hà cũng muốn dùng cái tip này để chốt luôn lại cái chuỗi series của chương trình liên quan tới cái chủ đề là Negotiation. Thì cái tip lần này nó nói cho các bạn là hãy luôn luôn tôn trọng cái đối tác của mình trong quá trình thương lượng. Thì tức là give them cái respect và always give them the highest respect. Thì chúng ta đang thương lượng cho một cái chủ đề, một cái topic gì đó, có thể thắng, có thể thua, hoặc là có thể là nó không đi đâu về đâu cả trong quá trình thương lượng. Nhưng cái người đối diện của bạn ấy, họ không phải là cái issue, mà cái issue là giữa cái việc là bạn và cái người đó có tìm được cái tiếng nói chung hay không để đưa ra được cái kết quả cuối cùng mà bạn mong đợi. Và bởi vì mình không tìm được cái tiếng nói chung giữa cái bạn có thể làm và cái người ta đang cần, hoặc là bạn đang muốn và cái người ta có thể cho bạn, cho nên là cái việc thương lượng nó có thể bất thành như vậy mà thôi. Cho nên là xuyên suốt cả quá trình như vậy, phải tách biệt ra giữa cái việc là cái issue về cái giữa bạn và cái vấn đề mà mình đang muốn xử lý, đang muốn hướng tới nó có được hay không, và cái con người mà bạn đang nói chuyện. Cho nên và với con người thì phải luôn luôn cho họ một cái sự tôn trọng cao nhất mà bạn có thể. Chỉ cần bạn không tôn trọng họ một chút thôi thì cái quá trình thương lượng nó sẽ đi từ đang ở đây và nó xuống như vậy liền, và bạn sẽ mất đi cái cơ hội để có thể đạt được cái mục tiêu của mình muốn ngay lập tức. Cho nên cái tip lần này báo cho các bạn cũng là cái tip final của chương trình Negotiation, là phải tôn trọng cái người mà mình đang cùng thương lượng. Ok, tạm biệt các bạn, chúc một ngày tốt lành nha.